Đó, bây giờ mình bóp vai cho ảnh, massage cho ảnh coi. Trời ơi, nó cưng ghê chưa? Anh cảm nhận như thế nào anh? Thì cũng nói chung thì cũng đỡ mỏi thì và cũng được kiểu hạnh phúc quá. Tôi thấy tay cô này cũng chuyên massage nha. Trời ơi, đi làm về mệt mà có người xoa bóp vậy là ngon lành ha, cả ngày mà ngồi vá vá rồi ha. Cảm ơn em gái, về chỗ đi cưng, ta làm mình đã lắm á nha, làm sao ngon lành à. Được không, được không? Dạ được. Ổn không? Dạ ổn chị. Vậy là tối mệt hai đứa massage qua massage lại ha. Dạ. Thư giãn một ngày trong công việc. Dạ được. Rồi, dễ thương quá. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện một cặp đôi như thế nào đây. Bản thân quý vị rất là mong muốn được biết, Tường cũng đang rất tò mò. Đi ra ngoài mời cô gái vào đây ngay. Rồi, mời em gái. Quẹo qua, ngồi xuống. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, xin chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Hoài Thi, sinh năm 1992, quê quán ở Bình Phước. Hiện giờ đang làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Dạ, em đang làm việc về bên vá vỏ xe. Tiệm của em hay là em đi làm cho anh ta? Dạ, em đi làm cho anh ta. Làm công việc này lâu chưa? Dạ, cách đây cũng gần 10 năm. Chỉ một cái việc vá vỏ xe thôi. Wow, hay ha, 10 năm trời một công việc một. Rồi trước khi mình làm cái vá vỏ xe, mình làm nghề gì? Dạ, thì trước khi làm công việc vá vỏ xe thì em đi làm rới. Rồi mình dự định gắn bó với công việc này tới chừng nào? Chắc có khoảng 1 đến 2 năm nữa thì em sẽ ra ngoài làm riêng. Cũng là cái vá vỏ xe đó luôn. Người ta nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Anh này anh kiên trì một nghề một. Mời em gái giới thiệu. Xin chào chị Cát Cường và xin chào khán giả và anh bên kia. Em tên Nguyễn Hoàng Mai Trinh. Năm nay em 30 tuổi, em làm công nhân ở bên quận 7. Em sinh sống ở quận 4. Chết rồi, em là làm việc ở chỗ nào? Dạ. Sinh sống ở chỗ nào? Dạ, Đồng Nai. Đồng Nai mà đoạn nào lên tới quận 7 xa gần? Nếu mà đi từ đó qua quận 7 có tầm gần 2 tiếng. Là em sinh năm bao nhiêu? 91. 91, bên đây sinh bao nhiêu? 92. Ủa, 92 là nhỏ hơn 1 tuổi. Mình có ngại có bạn gái lớn hơn mình không? Dạ không, dạ không. Dạ không. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu em là hơi nóng tính. Hơi mít ướt. Hơi mít ướt. Bây giờ đang làm gì mà rung rúm nên muốn khóc đây? Thấy mắt phải bên em chảy mắt sống á chị. Xưa giờ hay là mới đây? Bị bẩm sinh từ nhỏ giờ. À, rồi mình có đi khám đi họ điều trị dạ, gì không? Có khám mà. Hồi nhỏ là bị ít. Rồi lớn lên giờ bị nhiều quá nên đi khám. Mà đã vậy rồi còn hay khóc nữa. Rồi hiện tại em đang sinh sống với ai? Giống em ai? Sinh sống với mẹ em, mấy anh chị. Có hai anh em là Út. À rồi, cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì là hòa đồng, vui vẻ, với là tự lập một mình. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Thôi ai cũng nóng tính hết trơn hết trọi vậy. Thôi tình trường. Dạ, tình trường của em thì trải qua hai mối tình. Ừ, nói chị Từ nghe coi. Mối tình thứ nhất thì cách đây khoảng 10 năm. Thì em với người đó thì khoảng 6 tháng thì chia tay. Mối tình gần đây nhất thì mới chia tay đây khoảng 1 năm. Em thì cũng ít quan tâm đến người đó. Em chỉ có quan tâm về công việc nhiều hơn. Với một phần nữa là em do em bị bẩm sinh về con mắt em nữa. Mà mắt em bị gì nữa? Dạ, bị lé. À, chứ đâu có bị gì đâu đúng không? Dạ. Là coi như gia đình mà bên đó không cho. Dạ. À, gia đình bên nhà gái là không có chịu. Dạ. Mà trong suốt 10 năm mà lúc mà mối tình thứ nhất, mối tình thứ hai, giữa 10 năm đó là không có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Lý do tại sao? Do là về công việc của em cứ đam mê vào công việc nhiều. Rồi bây giờ nếu có bạn gái thì em có dành thời gian cho bạn gái không hay là? Dạ có. Rồi giỏi quá ha, làm mà tao nói tay còn đen kìa, dính rồi, cái đó là nghề nghiệp đó ha. Rồi kinh tế mình đủ sống không cưng? Dạ cũng đủ. Đang sống với ai? Đang sống với cha mẹ. Rồi còn tình trường của em thì sao nè? Em có tình trường của em là có quen hai người mà chia tay cũng lâu rồi chị. Mối tình đầu tiên là cũng 4 tháng. Sao chia tay? Không có hợp nhau về tính cách thì quan điểm này kia cũng chia tay chị. Rồi. Tình trường thứ hai thì mới quen cũng cầm đó 4 tháng luôn. Cầm đó 4 tháng luôn. Cũng 4 tháng luôn. Trời ơi, sao có con số 4 hợp với em quá vậy?
Rồi sao nữa? Mà hai người có này cãi nhau hoài rồi chia tay luôn. Trời đất ơi. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một bạn trai vui vẻ, hòa đồng, luôn hiểu và quan tâm mấy bạn gái. Ngoại hình thì cao hơn, cao em 1m60. Tròn. Thân hình hơi gầy một tí, đề nghị bồi dưỡng thêm. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m56. Tròn hơn em chút rồi. Tròn em chút rồi. Dạ. Em nuôi đi cho người ta tròn. Có gì nữa không? Vậy thôi dạ hả? Dạ không. Rồi còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Thì em muốn tìm một người bạn gái thì ưa nhìn, với biết quan tâm gia đình và hiểu được về công việc của em hơn. Biết chăm sóc về gia đình với hiếu thảo hai bên. Rồi, đây có 4 cô gái. Đây cũng có 3 chàng trai, lựa đi. Đâu, ảnh là ai? Anh này thì... Lý do sao chọn anh đó? Tại vì em thấy có mình anh. Anh đứng có mình. Tấm hình 3 người đàn ông, mà một anh thì là chú rể, một anh đứng có một cô ôm xà nẹ ông bên, thì còn có anh còn lại thôi à. Dạ. Mà nếu anh này thì em chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu. Chịu hả? Dạ. Hồi nãy anh có chia sẻ, anh nói là mắt anh sinh bẩm sinh là hơi lé một chút xíu, thì em có ngại không? Dạ không chị. Chủ yếu là anh ấy quan tâm và hiểu cho em được. Rồi thí dụ em chịu mà ở nhà mẹ em không chịu rồi em tính sao? À, mẹ em nói là nếu mà con chịu thì mẹ chịu chấp nhận. Quê đó là quyền quyết định của con chịu là mẹ chịu đó. Trời. Tìm ra chưa? Sao chọn cô đó, lý do? Là thích thì chọn vậy thôi hả? Rồi. Bây giờ xem thử coi sự chọn lựa của chàng trai đúng hay không. Xin mời quý vị nhìn về cửa trái tim. Em nghĩ em đúng không? Hên xui. Rồi, hôm nay xui hay hên? Xui. Chọn sai rồi. Chọn cái cô ngồi đối diện em á. Sai là có phạt á. Bây giờ sao? Phạt á. Rồi có món quà gì tặng cô gái không? Rồi, tặng qua trái tim đi. Dạ, có món quà em muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, ngồi xuống là tâm sự nha. Rồi, coi trước tiên là quà nè, quà gì vậy? Rồi, lý do hỏi ảnh coi lý do sao tặng em đồng hồ. Lý do sao anh tặng em đồng hồ? Thì nếu hai đứa quen nhau thì mỗi giờ mỗi khắc thì anh luôn luôn bên cạnh em. Anh sẽ viết yêu em từ ánh mắt đầu. Anh sẽ nói... rất là ý nghĩa. Thế còn em sao tặng ảnh món quà này? À, em tặng cho anh cái bóp để mỗi khi anh có xài anh mở ra nên nhớ tới em. Rồi bây giờ phạt nè, có món quà tinh thần tặng cổ không, biết hát ca gì không, còn không tôi bắt hít đất á. Chị Cát Tường đã nói vậy thì thôi em xin hát một ca khúc Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Rồi. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chiến dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miền Dương. Sao cảm nhận sao? Anh rất là hiền và chân thành, vui vẻ. Còn em cảm nhận đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra? Mở cửa trái tim ra thì em thấy bạn gái bên đó thì hiền, dễ nhìn. Rồi, thì bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau, tìm hiểu nhau cho kỹ hơn một xíu rồi chị Tường quay lại, được không? Nhớ thoải mái tự nhiên nha, muốn hỏi gì cứ hỏi, thắc mắc chứ đỡ đi về nhà rồi ấm ức nhau. Dạ. Rồi, mời hai bạn sẽ thưởng thức một món ăn từ chương trình. Chị Tường mời hai bạn thưởng thức nha, món miếng xào thịt cua trở nên rất là đặc biệt khi từng sợi miếng được làm thủ công nè, kết hợp hoàn hảo cùng với vị ngọt tự nhiên của thịt cua Cà Mau, nổi tiếng xào với một ít nước lèo gà, nấm mèo, hành tây. Món ăn gói trọn bên trong cái lớp trứng vàng ươm giúp giữ nhiệt và hương vị tốt nhất. Rồi món tráng miệng là nha đam pha lê. Đây là món tráng miệng độc quyền của đầu bếp tài năng Tasty, kết hợp bởi tinh chất nha đam và trái cây nhiệt đới, đem đến sự thanh mát, nhẹ nhàng, có tác dụng làm đẹp da, tóc và vóc dáng, thanh nhiệt cho hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Mời hai em vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Một xíu nữa chị Tường quay lại. Quê anh ở Bình Phước. Bình Phước. Vậy em làm ở Quận 7 luôn hả? Dạ. Quận 7 ngay chỗ nào ạ? Em làm khu chế xuất Tân Thuận á. Em làm nguyên tuần hay là? Em làm nguyên một tuần, chủ nhật nghỉ.
Có khi thì tăng ca cái 8 giờ tối. Anh dạ, em cứ vô. Anh cảm nhận em như thế nào? Thì em thì hiền, với lại là cũng dễ nhìn. Dạ. Anh với em quen nhau, vậy em có chịu về Bình Phước ở? Dạ, dạ chịu anh. Là miễn anh làm đâu là em theo đó thôi. Chủ yếu là ở dưới Bình Phước là có công ty để cho em đi, tiện em đi làm thôi. Có công ty nhưng mà ở xa, cách đó có gần 60 cây. Em mời anh ạ. Được, mời em. Ủa gia đình anh có mấy anh chị em vậy anh? Có ba anh chị em, có ông anh mới mất đây khoảng hơn một năm. Ba mẹ anh có chồng không anh? Thì cũng có chồng thì cũng có hối, gia đình với dòng họ thì cũng hối. Dạ. Họ xong lấy vợ đi, chừng nào lấy vợ thì dòng họ nội ngoại thì cũng hối. Bên gia đình em cũng vậy. Nếu mà hai người quen nhau á thì anh chị định chừng nào kết hôn? Kết hôn mà nếu mà hai người quen nhau thì cần 6 tháng hoặc là 1 năm. Anh ý anh sao là nếu mà kết hôn thì anh muốn mấy 1 năm hay là sao? Thì cái đó là do quyết định của em. Thì anh đây anh không có, không có ấy. Muốn 6 tháng thì 6 tháng. Dạ. Muốn 5 thì 5. Thì nếu mà theo anh nghĩ thì 1 năm thì hai người sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Anh có gì để hỏi em không? Sao? Ăn đi, sao không ăn? Ăn cho nó vui. Dạ, mình nốc ăn mới 10 giờ. Dạ. Sao cưng? Nãy giờ mình trò chuyện mình hỏi được nhiều chưa? Dạ, cũng nói nhiều và đủ rồi. Đó, tự nhiên hai người đều có vấn đề về mắt hết trơn. Thấy mắt cô gái có thấy gì không? Thấy xót xa gì không? Có ngại không? Bạn gái có bệnh nhà mình có ngại không? Dạ không, tại em cũng là con người có bệnh. Em đâu có bệnh đâu, cái đó thì bình thường mà. Tại là em đi mổ một lần rồi. À, có mổ hả? Dạ. Thì nói làm sao? Thì nói chung là 10 phần thì tới được 3 đến 4 phần. Nhưng mà mắt mình vẫn bình thường, nhìn bình thường, đâu có bị ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình gì đâu, đúng không em? Thì nói chung á thì cũng nhìn xa thì mờ, cỡ tầm 50 mét. Còn điều trị tiếp gì nữa không hay là dạ, vậy không thôi? Nghỉ. À vậy là sao thôi rồi phải không? Rồi. Thế hôm nay em đi với ai? Em với mẹ và bác. Bây giờ mời hai bác vô để mình hỏi thử coi như thế nào nha. Dạ. Dạ, dạ các thường mời hai bác vào trong này ạ. Dạ con chào bác. Dạ các thường chào hai bác ạ. À. Dạ, giờ thưa bác nào là mẹ ạ? Đây, đây là mẹ. Dạ. Trước tiên là cũng xin chào em Chi Cát Tường. Dạ. Nó chào tất cả những bạn trường quay. Thì tôi tên là Hoàng Thị Huệ, là mẹ của Mai Trinh. Bé. Dạ. Bé Mai Trinh đây. Dạ, còn bác là bác như thế nào ạ? Dạ, dì ruột. Trời ơi. Hai chị em. Hai chị em. Em. Dạ, vậy hôm nay mình đến đây coi như là mình phụ huynh nè. Rồi là mình cũng là bên họ nhà gái. Thì con không biết là hai bác nãy giờ nhận xét cái cuộc trò chuyện của hai cháu là hai bác thấy như thế nào ạ? Thật nhìn thì thấy dễ thương mà cũng thấy hiền lành. Có vẻ trong cái cách nói có vẻ chững chạc. Cho cô hỏi phải con có đạo không? Dạ con bên đạo. Bên đạo gốc luôn hả? Dạ. Ồ hay quá. À ồ vậy là em cũng đạo luôn. Dạ, đạo nhạc gia nguyên gia đình đạo gốc hết. Ồ trời ơi vậy đó thì em bấy là hồi sinh ra là bẩm sinh là hơi bị lé. Và bây giờ em ấy cũng đã trải qua một cái có một cái phẫu thuật rồi. Phẫu thuật rồi. Thì bây giờ thì không biết là hai bác có ngại về những cái vấn đề đó hay không ạ? À? Dạ không. Chuyện bệnh đó là tự nhiên mình có nó không sao hết. Không sao. Thấy con bác thì mình có yêu cầu gì mà mình để tìm một cái chàng rể tương lai thì mình mong muốn điều gì hả bác? Mong muốn là chàng rể nó phải hiền mà biết lo làm ăn để mà con gái nó đỡ được cái chỗ đó. Chứ nhiều người hả trước mắt á là thấy đủ làm anh giỏi lắm nhưng mà đến hồi về thì lại bê tha thì cũng vậy à. Con phải là người Bắc không? Dạ con là gốc Bắc năm tư mà mất gốc rồi. Ôi bên đây cũng năm tư luôn. Bên đây cũng năm tư luôn. Hay quá. Cùng quan điểm. Vậy bác ở mấy chỗ nào à? Ngoài Bắc à? Ở Hải Phòng, ở Kiến An, công ty Kiến An. Con thì ở Hà Nam Ninh ngày xưa. Hà Nam Ninh. Giờ thuộc về Hải Hậu Nam Định. Bác Nam Tư giàu lắm đó nha con. Bây giờ hiện tại là ba mẹ đang ở đâu? Dạ ba mẹ đang ở Bình Phước. Bây giờ gọi điện cho mẹ ăn cái được không? Để cho hai bên phụ huynh trao đổi với nhau cái coi. Cho cô hỏi là gia đình con có anh đông anh em không? Dạ nhà con là ba anh em. À, mà có gia đình hết rồi. Dạ có gia đình hết rồi, còn mình con. Dạ con là Thứ. Thì mới năm vừa rồi thì anh con mới bị tai nạn mất.
Ồ, vậy là còn có hai anh em đó thôi. Em là con trai hay con gái? Em là con gái. Con gái lấy chồng rồi. Dạ, lấy chồng 5 năm. Giờ ra nhà giờ còn hai chị em mà phải không? Giờ còn có giờ em ở mình với ba mẹ thôi. Anh trai thì mất rồi mà em gái thì lấy chồng 5 năm rồi. Rồi đơn chiếc bao giờ? Nhà đơn chiếc. Cái điểm hay nhất là có đạo là mừng lắm. Cái lúc mà chị nghe tôi có đạo thì mừng lắm. Mừng lắm. Tại vì chưa có mấy chồng dễ lắm. Tại vì hồi đó mình bản thân của cô, cô lập gia đình là cái người đó là không có đạo, cái ông già nhất định không gả. Cho tới khi mà tới 22 tuổi thì bắt đầu có một người có đạo thì cùng cơ quan với lại ông già ruột của cô. Bắt đầu mới nói thôi có đạo, tao gả. Trời ơi, số mẹ mà nó kiếm tu túc ở dưới dữ vậy. Mama ha. Hôm nay mẹ biết đi tham gia chương trình không? Dạ không. Không biết. Không nói. Không có nói. Mẹ có hối lấy vợ chưa? Dạ rồi. Mẹ có dặn lấy người có đạo không? Dạ không. Mẹ không dặn gì hết trơn? Không nói gì. Mẹ năm nay nhiêu tuổi? Dạ mẹ sinh năm 73. Ủa mẹ trẻ dữ vậy? Dạ. Alo. Dạ cô ơi cô, con là Cát Tường á cô. Con là MC của chương trình Mai Mối. Hôm nay là con trai cô đang tham gia chương trình Mai Mối nè. Cô biết con không? Biết. Biết. Dạ, ủa con năm nay con trai cô đi tham gia chương trình mà không báo cho cô biết hả? Đã đâu có nói đâu có biết gì đâu. Dạ, thì bây giờ con giới thiệu với cô á, là hiện tại á, là đang quay đó ha. Là em ấy đang ngồi bên cạnh một cái cô gái con đang làm mai cho cổ. Thì đây là cũng một cô gái là có đạo luôn. Hôm nay cô gái đi là có mẹ, rồi có bác đi theo, cũng là người gốc Bắc năm tư, giống như gia đình của mình, có đạo. Hai bác là lớn hơn cho em kêu chị bằng chị thôi đó, chị sinh năm 74, còn em sinh năm 77. Chị sinh 73 đúng không? Xin chào ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Chị khỏe không? Dạ, cũng khỏe chị. Vậy là chương trình hôm nay là có lên đó mà cháu chưa báo cho chị biết hả? Tiện đây thì cũng... hai bên thì cũng gặp mặt vậy thì cũng mừng lắm, vui. Mới lại gặp được cháu là bên đạo á. Thì theo chị thì chị nghĩ sao nếu mà chị nhìn được cháu nữ bên đây? Thì tôi nói thật với chị này, thì nói chung thời buổi giờ chị em mình mà bây giờ thì cứ hồi xưa cha mẹ mình đặt đâu mình ngồi đấy, giờ nó đặt đâu mình ngồi đấy chị ạ. Quan trọng là hai đứa nó thương nhau hết. Đúng rồi. Tôi đồng ý thôi, tôi không kén chọn. Đúng rồi. Chị nói gì đây? Bà Kỳ năm tư. Dạ, đây là bà chị của tôi. Chào chị, đồng hương rồi nha. Cũng 54 đó chị. Vậy có bằng lòng không? Bằng lòng cho cháu gái lấy con trai của chị được không? Chị bây giờ tôi nói chị nghe này, cháu nó thương đâu thì tôi chịu đấy thôi. Hoan nghênh nha, bây giờ là thôi hai trẻ lên đây là tấn công luôn. Dạ, chưa thấy mặt. Chưa thấy mặt. Rồi, dạ một ngày đẹp trời nhiều khi bữa nay mà các bạn ấy mà bấm nút hẹn hò với nhau á chị, là biết đâu vài bữa nữa con trai sẽ đưa bạn gái về ra mắt nha. Là cô là đón nhận tạo điều kiện cho tụi nó tìm hiểu nhau nha cô nha. Rồi, yên tâm đi. Rồi, yên tâm đi. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, phải chi hôm nay cô rảnh là cô lên đây ghi hình luôn là vui biết mấy. Dạ. Không cho biết đâu. Không cho biết đâu. Giấu kỹ nha. Con trai giấu kỹ nha. Tính đang mua gì đây? Tụi em đang tiếp tục công việc mai mối đây. Cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều. Dạ, con cũng cảm ơn hai bác ạ. Thì con cũng hy vọng là hôm nay nếu mà các bé nó, hai bạn nó tâm đầu ý hợp với nhau thì đã gia đình cũng ủng hộ như vậy thì cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm. Theo tôi nghĩ là đã lên đây rồi thì tất nhiên sẽ cho nhau một cơ hội cùng hai người cùng người bác với nhau, cùng có đạo với nhau đó. Tuyệt vời. Dạ. Rất tuyệt vời. Rồi, con cảm ơn hai bác. Cảm ơn chương trình. Dạ. Nhưng mà sao không đưa mẹ đi vậy? Tại em á thì không cho mẹ biết trước. Muốn cái gì chắc cú rồi mới lấy phải không? Dạ. Rồi bây giờ mời hai bạn nha. Mình sẽ bóc một lá thăm của chương trình nè. Có những câu hỏi trong này, những yêu cầu mình thực hiện để mình có thể là hiểu nhau nhiều hơn, mình giao lưu với nhau nhiều hơn. Cô gái tiến tới massage cho chàng trai rồi hỏi tạm nhận. Mời em, không có gì ngần ngại hết. Đứng sau lưng ảnh, biết hồi đó giờ có massage cho ba không? Massage cho mẹ không? Dạ có. Có, bây giờ mình bóp vai cho ảnh, massage cho ảnh coi. Trời ơi, nó cưng ghê chưa? Anh cảm nhận như thế nào anh? Thì cũng nói chung thì cũng đỡ mỏi thì và cũng được kiểu hạnh phúc á. Tôi thấy tay cô này cũng chuyên massage nha. Trời ơi, đi làm về mệt mà.
có người xoa bóp vậy là ngon lành ha, cả ngày mà ngồi vá vá rồi ha. Cảm ơn em gái, về chỗ đi cưng. Rồi bây giờ tới phiên mình nè, bóc một lá đi. Cô gái chọn cho chàng trai thực hiện hôn má cô gái, massage cho cô gái, ôm từ phía sau cô gái. Giờ muốn chọn cái nào? Chắc cũng massage hay đúng rồi, massage qua massage lại. Dạ mời em. Ta làm mình đã lắm á nha, làm sao ngon lành à. Được không? Dạ được. Ổn không? Dạ ổn chị. Vậy là tối mệt hai đứa massage qua massage lại ha. Dạ. Thư giãn một ngày trong công việc. Dạ được. Rồi dễ thương quá. Tại sao mà có những cái thử thách như vậy? Chẳng qua là cho các bạn có cái sự tương tác cho mình dạng dĩ hơn. Bây giờ chị Tường muốn thế nè, nhìn nhau 30 giây rồi mình nói cho nhau nghe cái suy nghĩ hiện tại, cảm xúc của mình như thế nào. Chị muốn hai bạn nắm tay nhau qua cái cửa trái tim này, rồi mình nói nhìn nhau nha. Em trai nói trước đi. Thông qua chương trình này thì em cũng đã đủ, em đã cũng quen hai người, cũng đã chia tay thì anh cũng chia tay với hai người, thì thôi đã đến đây tham gia chương trình này thì hãy trao nhau cho nhau một cơ hội. Qua chương trình này thì em cũng như anh mong anh sau này phải quan tâm với em nhiều hơn và chia sẻ công việc. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 Rồi trời ơi thiệt á, tôi bấm nút mà tôi hồi hộp, nhưng mà tôi biết cái người hồi hộp hơn cả chính là hai bác ngồi phía dưới. Rồi nắm tay nhau đi hai em. Dạ hai bác, trước mắt là mình vui yên tâm rồi hai bác ha. Chị Tường gửi tặng cho em gái món quà làm đẹp từ chương trình nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây xin gửi tặng cầm nha hai bạn, đó là hai phần quà từ We Well Noni Q. Đây là nước uống thuần thảo dược giúp nhuận trường nè, tăng cường tiêu hóa. Rồi đó là những món quà từ chương trình dành cho hai em. Nhưng mà nắm tay nhau đi, đâu phải nhiêu đó mà mình buông tay nhau ra đâu. Có tin vui gì thì báo cho chị Tường biết nha.